kage chukurai nihongo wo benkyou shimashita. Hajime no toki nihongo ga muzukashii to omoimashita. Demo nagajikan ato de benkyou sureba benkyou suru omoshiroi desu. Kono senta de manichi issokenmen ni nihongo wo benkyou shite majime ni karada wo kunren shite kisoku wo mamotte imasu. Kazoku no tame nihon de hataraki nagara chokin shitai desu. Soshite kikoku shitara kazoku wo teichidaemasu. Okeku-sama, dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, shiresumasu. いや、まだまだ。あ、ここも上手。上手。じゃあ、倒さん。はい。はじめましてです。私はファン・ソンタです。今年リニューアルサイズ、海軍から来ました。家族は5人です。収入は6層です。子供のためお金を稼ぎたいです。 中馬と店を開けたです。どうなり大変でも全員頑張ります。どうぞよろしくお願いします。はい、失礼します。今、その秋村水産さんは去年の8月に入った実習生。 2人夫婦いるんですけど、おそらく多分同じところに住むことになりますが、そのさっきの一緒に住んで仕事していることを、まあ大丈夫ですか、コミュニケーションとうまくやっていきますか。共通するのがシャワーと、あとキッチンですかね。そこはどうかね、あそこは多分別々だと思う。同じ。 部屋がなんかちょっと隣部屋かなって思うけど、まあ一緒に住むのも面白いかもしれない。部屋、ここで今、3人、3人、3人、4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 人
Nếu mà các bạn mà có thể trả lời bằng tiếng Nhật thì cô có thể trả lời nhé. Những câu hỏi nào cũng có thể trả lời bằng tiếng Nhật. これはご夫婦を指名？いや、指名はしてないまだ。いや、これ帰って審査する。ああする組よね。ああああそう、どうするかって。あ、現在、あ、これを私から質問を受けた。今どこ？
誰かの友人と一緒に住むのか、やったやらば何層か誰に連絡するのか、連絡でそこ連絡誰に連絡するのか、帰ってまいりました。Gia đình các bạn có anh chị mình nhà hai người được biết không chưa? Hai em dạ chưa. Có đi học. Ok. Tại vì cái này mô và hai người của đại đề, cái nó mô hai người của đại đề các gia đình mà して え、お互いの実家は20キロぐらい離れていますので、もし今日本に行ってたら、お互いの両親が面倒見てくれますね。つまり今孫がお互いの家族の孫はこの子しかいないですね。3歳の息子が面倒見てもらえるのが可能です。中野さんが兄弟2人。そうです。そうです。奥さんも兄弟2人です。旦那さんの方がお兄ちゃん、お姉ちゃん。あ、兄が子、兄やもな。あ、全部兄ちゃん。あ、長男と次男です。どっち次男？これ自分が。彼は長男。長男。で、バンさん。姉ちゃん。で、奥さんの方は下に弟がいます。あ、弟。các bạn học tiếng Nhật cùng nhau trong tuần. Dạ vâng. Các bạn học ba, hai bạn học ba tháng. Mà, đi xuống đi, các cô hãy để bố các bạn chụp lại. それ遅い。もう指導してるんですけど、もし行くなら
例えば真似する同じように合わせちゃダメ、うんだからね、はい、あの手っ取り早く言うと、うん、あの時間給なんですよ、うん、時間が例えば900円なら900円、うん、500円なら500円なんですよ、うんうんうん、だからそれをあのどういうかな時間で受けたり出来高によっては頑張るんですよ、うん、あのベトナムの方も中国の方も、うん、でもあの出来高だと価値があの柔らかいもんで壊れるが、うん、あの皆さん社長の奥さんがみんな言われるんですよ、出来高にすると壊れる言って、うん、壊れたらねあんまりあの商品価値が下がるんですよね、うん、だからあの、まあ、時間給にしてゆっくりきれいに早くたくさんが私らの目標なんですよ、うん、一応理想でね理想は、うん、でも頭のいい方はまあちょっとずるがすずるするよね、うん、気をする、うん、それは分かるんですよ、うん、もうみんな何十年もこの業界やってますから、うん、だけどそれをやっぱりこうもしか日本に来られた場合は、うん、あのみんなどう誰かね、まあ、社長のために尽くす、うん、あのみんなが話をベトナム人同士が話をせんとみんなで社長のために尽くすぐらいの気を持ってやらんとなかなか、うん、あの後からいいことが起きるよね、はい、日本に来てから、うん、でこの派遣会社の方にそれを言うんですがもうダメよね、こっちの方が賢くなる。Thì các bạn mà hiểu là bây giờ ở trên công ty của bác này, công ty của một bác hôm nay tuyển các bạn ấy, giám đốc thì đã có hai bạn cặp vợ chồng rồi, nhưng tuy nhiên thì hai cặp vợ chồng đấy là đã làm rất là không được nhanh cho lắm. Thì khi mà các bạn sang ấy, thì bạn tuyệt đối là không được bắt chiếc người ta làm, bởi vì cái công việc tách hầu này nó có một đặc thù là nó cần cái độ kéo tay, bởi vì khi mình tách hầu ra thì con hầu nó rất là mềm. Các bạn mà con hầu là sản phẩm ăn đúng không? Nên là khi mà các bạn không là con hầu nó sạch được đấy, nó không làm sạch mà nó cái hình con hầu nó đẹp được thì là mình bán không được giá lắm. Nên là cái độ yêu cầu quan trọng nhất là đẹp, tiếp theo đấy là nhanh. Tuy nhiên là những cái bạn người Việt, có những bạn này không phải những cái không chỉ là những bạn người Việt mà có những người ta khôn, người ta cứ bảo là tôi chỉ là mức độ như này thôi mà người ta câu giờ ấy. Thì về bên Nhật thì người ta đi làm thì mình trả theo giờ chứ không phải là trả theo sản phẩm. Nên là mình các bạn hiểu cô giờ ấy, không làm không nhanh. Như vậy là bây giờ là hai bạn người Việt bên Việt Nam, người Việt cũng đang làm việc công ty bác đấy. Thì bác biết như vậy rồi, bác cũng không nói gì cả, bác cũng không tạo điều kiện nhiều cho các bạn làm thêm nhiều. Đấy là một ví dụ nên là khi mà chúng ta nhắc các bạn là khi mà sang đấy làm, các bạn làm sự gì để cho sản phẩm nhất đẹp nhất, ngay khi là đẹp, và sẽ là có năng suất là tốt. Thì bây giờ có nói thì người ta thấy bạn ok, chắc chắn sẽ có nhiều việc tốt để xảy ra. Mình người ta làm trong cái vụ này rất là lâu năm rồi, mình không nói thì cũng là nó quá rất là người ta bạn thấy như vậy. Thì bạn mỗi ngày 50 kg một giờ, thì kilo đó đạt là đại đại tăng giờ 1 tiếng ngày đạt là đại đại 8000 đô la, tăng giờ thì là không phải 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 là không 8時間プラス1時間でだいたい8000円ぐらい、うん、で8000円ぐらい経ったら50キロだけに売ったらもう持たない、うん、で例えば1ヶ月はちゃんと指導入るから2ヶ月になったらまだ同じだったらもう書いてもらおう、うん、もういらなくなる。Thì người ta đây tạm nói ví dụ luôn nhé, là bây giờ giả sử như là trong một ngày các bạn cắt hầu thì là khối lượng các bạn làm được là khoảng tầm một ngày các bạn đi làm cả thời gian nghỉ đấy, thời gian đi làm của bạn là 8 tiếng đấy, đến tất cả thời gian đi làm trừ thời gian nghỉ đấy, thời gian tiếng đi thì bạn tách được 50 con hổ, 50 kg hổ thì cái mức lương các bạn nhận được sẽ là 8.000 yên một ngày. Tuy nhiên đến lần cái đầu làm đó, sau khi mà các bạn tăng được rồi các bạn vẫn làm cái mức độ này thì là công ty cũng người ta đang công, mà vậy thì các bạn sẽ không được nhận nữa, các bạn hiểu là như vậy. Người ta biết là một ngày người ta có thể làm bao nhiêu nên mình không phải làm số người ta. で真面目、ね、早く自分のために、ね、ちゃんと仕事してほしい。
次の人って、はい。